Thưa quý vị, những năm gần đây khi mà quỹ đất tại thành phố Hồ Chí Minh chưa đáp ứng kịp với nhu cầu ở và xu hướng đầu tư của người dân, thì việc lựa chọn mua bất động sản ở các tỉnh kế cận được xem là một hướng đi phù hợp. Đáp ứng mục đích an cư và tích lũy của làn sóng mới, tỉnh Long An đã và đang thực hiện nhiều giải pháp giúp cho nhà đầu tư có nhiều cơ hội hấp dẫn với mặt bằng giá cả hợp lý. Thời gian qua, nhờ những chính sách mới từ Trung ương, Long An đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đô thị như hai mũi nhọn chủ lực nhằm thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Làn sóng FDI đang đổ mạnh về các tỉnh có tiềm năng phát triển. Thời điểm này, Long An dự kiến sẽ có thêm 1.500 hectare đất sạch, các khu công nghiệp thu hút các lực lượng lao động thế hệ mới ngay trong năm 2021. Là cửa ngõ kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, Long An là điểm sáng để phát triển đại đô thị với quy hoạch bài bản, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của cư dân. Sở hữu vị trí đất, tạo thế là một trong ba chân kiền trong chiến lược phát triển đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Long An sở hữu nhiều vị thế từ trung tâm quận 1 xuống Cần Giuộc chỉ khoảng 20 km. Thế nhưng so về mặt bằng giá thì chỉ bằng 1/2 của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thấp hơn hai chân kiền còn lại là Bình Dương và Đồng Nai, ở cùng một khoảng cách địa lý tương ứng. Từ Cần Giuộc, Long An chỉ mất 20 phút kết nối đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, 30 phút vào đến trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể khi các quy hoạch hạ tầng quan trọng như trục Bắc Nam, vành đai 3 và 4, cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến metro số 4 đi vào hoàn thiện, thì việc đi lại và giao thương giữa Cần Giuộc với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới sẽ càng thuận tiện hơn. Nằm trong làn sóng phát triển hạ tầng khu Nam với tiện ích cao cấp ngày càng hoàn thiện, chất lượng đời sống của khu vực này được các chuyên gia đánh giá sẽ tăng tương xứng với nhu cầu của người dân. Bất chấp các biến động về dịch bệnh COVID-19, các nhà đầu tư đang hướng tới khu vực này nhằm sinh lợi lâu dài. Nhờ dự án có tính pháp lý ổn thỏa, thanh khoản hấp dẫn và vốn đầu tư vừa túi cùng tiềm năng phát triển và tiện ích đa dạng. Điểm đặc biệt là sự phát triển vượt trội của các khu công nghiệp như Hiệp Phước, Nhà Bè, Long Hậu, Cần Giuộc tạo ra tốc độ chuyển mình hết sức sôi động tại Long An. Thời gian gần đây, bất động sản khu Nam nóng lên bởi cái tên Elite Place. Tòa lạc tại trung tâm của xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, dự án nhà phố biệt thự Elite Place Long An có ranh giới khu đất với tứ cận giáp danh với khu vực liền cận như sau. Phía Bắc, giáp DT826E, đường ấp 3 Long Hậu, đối diện là khu dân cư Vĩnh Trường. Phía Nam, giáp khu dân cư thương mại dịch vụ của công ty cổ phần xây dựng thương mại Thành Hiếu. Phía Đông, giáp rạch Đất Thánh, đối diện là khu dân cư tái định cư Thái Sơn. Phía Tây, giáp khu dân cư thương mại dịch vụ của công ty cổ phần xây dựng thương mại Thành Hiếu. Từ Elite Place đến khu công nghiệp Long Hậu, cư dân chỉ mất 15 phút di chuyển. Tích hợp 25 tiện ích nội khu, được quy hoạch theo mô hình đô thị xanh khép kín với quy mô 53.843 m², với quy mô 310 sản phẩm bao gồm nhà phố liền kế và biệt thự xây sẵn, được xây dựng sẵn một trệt hai lầu. Ngoài ra, toàn bộ cư dân có thể tận hưởng không khí mát lành tại công viên ven sông với diện tích 5.968 m². Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, dự án hoàn thiện tiện ích của sinh thái kiểu mẫu, mang kiến trúc xanh vào từng căn hộ, với mong muốn mang lối sống xanh thân thiện với thiên nhiên trở thành nếp sống nổi bật cho cư dân. Mỗi tác phẩm kiến trúc được Elite Slide tích hợp với các yếu tố truyền thống và hiện đại, từ cách lấy ánh sáng tự nhiên đến khả năng thông gió. Đặc biệt, Elite Life tiên phong xu hướng vỉa hè tràn với việc đầu tư gạch tự chèn cao cấp 100% cho toàn bộ hệ thống đường nội khu. Độ phân cách giữa vỉa hè và lòng đường chỉ 1%. Qua đó, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng bảo vệ trước các yếu tố như độ ẩm, nhiễm mặn và hóa chất công nghiệp. Dự án do công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tân Thái Thịnh làm chủ đầu tư và Đất Xanh Nam Bộ làm đối tác chiến lược, với tầm nhìn mang không gian sống xanh, hiện đại, năng động cùng với tiềm năng đầu tư hấp dẫn, Elite Place sẽ là lựa chọn mới cho các gia đình trẻ an cư lập nghiệp.